Thưa ông, ngoài các thực phẩm thực dưỡng phổ biến như ông vừa đề cập, ví dụ như là gạo lứt, muối mè, thì nhiều người cũng quan tâm đến các loại nước uống thực dưỡng. Vậy thì ông có thể chia sẻ một số loại nước uống thực dưỡng tốt được không ạ? Vai trò của nước vô cùng quan trọng. Không những là đâu có sự sống thì ở đấy phải có nước, mà nước còn quan trọng đến mức độ là nếu thay đổi cái nguồn nước đi thì thay đổi cả sự sống của mình. Cho nước quan trọng lắm. Thì đầu tiên là loài người chỉ biết lọc nước cho sạch thôi, lọc thủ công. Nhưng mà dần dần nó tiến bộ lên thì người ta bắt đầu dùng các thiết bị để mà làm sạch nước và tăng cái hoạt tính của nước lên. Và cao nhất ngày nay tức là cái kỹ thuật mà nó ion kiềm hóa nước. Ion kiềm hóa nước thì nó có mấy tác dụng. Tất cả các cái thiết bị ion kiềm hóa nước ấy thì nó làm kiềm hóa nước. Bởi vì cơ thể con người, nội môi trường con người là có độ pH thích hợp nhất là từ 7,35 đến 7,45, tốt nhất là 7,4. Nếu mà pH nó acid một tí thì nó đến 7,3 thôi là các bệnh tim, gan, tỳ, phế, thận, hút, vân vân, tiểu đường xuất hiện. Và pH nó tụt xuống đến 7,0 là ung thư phát triển. Vì vậy cho nên trong cái nước uống và thức ăn làm sao để giữ cho cái nội môi trường con người ở cái độ pH tốt nhất là 7,4 thì cái máy này nó đáp ứng được. Ngoài cái tiêu chuẩn quan trọng số 1 đó ra thì các cái máy móc, các cái thiết bị nước hiện nay là nó bảo đảm được tính chất là chống oxy hóa. Bởi vì mọi bệnh tật đều là do oxy hóa gây ra, gốc tự do bây giờ nó chống được cái đó. Và thứ ba quan trọng hơn nữa là các cái thiết bị này nó tạo ra các phân tử nước cực nhỏ, cho nên các phân tử nước có thể thấm sâu vào trong tế bào của các thức ăn, chiết rút những chất dinh dưỡng ra và nó mang cái chất dinh dưỡng nó lại ngấm sâu vào trong tế bào của cơ thể con người, cho nên là hiệu quả sẽ rất cao. Chính vì vậy cho nên là ngày nay thì xu hướng chung của nhân loại là sử dụng nhiều các cái thiết bị ion hóa nước. Nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là các loại thịt và thịt đỏ, thì nó sẽ làm cho cái pH ở trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta xuống thấp nữa. Và khi nào mà pH nó quá thấp thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng xấu đến cái chuyển hóa tế bào. Và thường thường người ta lại cân bằng lại bằng cách là chúng ta sẽ ứng dụng cái nước mà có pH ở cái mức độ kiềm. Tất nhiên là với những cái cá thể khác nhau, tình trạng sức khỏe, bệnh lý khác nhau thì sẽ sử dụng những cái mức pH khác nhau. Và ứng dụng của cái việc mà sử dụng nước có pH kiềm chính là ở chỗ là làm cân bằng lại cái quá trình chuyển hóa. Chúng ta nên uống và tránh uống những loại thức uống nào để phòng tránh ung thư thưa ông? Như tôi đã nói là cái nội môi trường của người khỏe mạnh là nó có pH bằng 7,35 đến 7,45, tốt nhất là 7,4. Thế thì nếu như pH nó giảm xuống 7,3 là các bệnh tim, gan, tỳ, phế, thận, gút, tiểu đường vân vân xuất hiện. Và nó xuống đến 7,0 là ung thư xuất hiện. Chính vì thế cho nên là cái nước uống rất quan trọng là phải uống nước ion kiềm, kiềm tươi nữa. Là cái nước ấy nó chỉ có tác dụng tốt trong vòng 2-3 ngày nó tươi. Còn sau đó thì nó chỉ có tác dụng ion thôi. Còn các cái tính chất khác nó cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên ngoài cái ăn ra thì uống cái uống nước đó là tôi cho là tuyệt vời nhất để chống bệnh. Phải tránh uống nước ngọt, tránh uống sữa, tránh ăn thức ăn động vật cũng dưới mọi hình thức là tốt nhất. Bản thân tôi trước kia là một người mà quanh năm ngày tháng bệnh tật. Từ khi tôi thay đổi chế độ ăn uống đi thì 30 năm nay tôi không mắc bệnh nào. 30 năm nay không uống bất kỳ một viên thuốc nào. Hơn 30 năm nay không đi khám bất kỳ nơi nào cả. Thì tôi thấy rất rõ tôi đã biến mình trở thành một cái cuộc thí nghiệm và cho cái vấn đề sức khỏe. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ phổ biến rộng rãi cái này cho mọi người và vận dụng tốt thì tôi nghĩ là cái kinh phí ngành y, kinh phí chữa bệnh của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều và sức khỏe cũng như là chất lượng nòi giống sau này của chúng ta sẽ tăng lên rất rõ rệt. Thưa ông, vậy thì nước uống ion kiềm sẽ giúp phòng ngừa bệnh ung thư như thế nào ạ? Đấy, nếu như mà pH bằng 7,0 là nó phát triển bệnh, cho nên nước ion kiềm nó nâng cái pH lên, cho nên là ở cái nhiệt ở cái độ pH bằng 7,35 7,45 ấy thì là các cái tế bào khỏe hoạt động rất mạnh, tế bào ung thư không hoạt động được thì cái tế bào khỏe nó ức chế tế bào ung thư cho nên ung thư không phát triển được. Nó tạo nội môi trường phù hợp với tế bào lành mạnh và nó không phù hợp với cái tế bào bị ung thư.